xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân. Kính chào quý vị và các đồng chí. Trong chuyên mục An ninh Thanh Hóa hôm nay, mời quý vị và các đồng chí theo dõi mục điểm tin hoạt động của các đơn vị công an trong tỉnh tuần qua. Tiếp đó là mục An ninh cuộc sống. Phần cuối chương trình là phóng sự hiệu quả công tác tuần tra vũ trang đảm bảo an ninh trật tự. Sau đây, mời quý vị và các đồng chí theo dõi nội dung chương trình. Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng chống pháo, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh, dự và chủ trì hội nghị. Với mục tiêu kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông, không để xảy ra tình trạng mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, từ nay đến Tết Nguyên đán, các lực lượng công an trong tỉnh mà nòng cốt là lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an các huyện, thị xã, thành phố sẽ chủ động tham mưu và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đồng thời triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, vừa chủ động phòng ngừa, vừa tích cực đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết an toàn. Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, trong tuần qua, các đơn vị công an trong tỉnh đã đấu tranh làm rõ nhiều vụ phạm pháp hình sự. Điển hình, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh và Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh đã phối hợp kiểm tra, bắt quả tang tại gia đình anh Hoàng Đình Dũng ở xã Xuân Khánh, huyện Thọ Xuân, đang chế biến hơn 300 kg thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại chỗ, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 250 kg lòng lợn đang trong giai đoạn chế biến, 40 kg lòng thành phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cùng một số hóa chất tẩy, tạo màu, chống thối. Công an thị xã Bỉm Sơn đã liên tiếp bắt giữ 2 vụ 3 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, gồm Tống Chí Công ở phường Lam Sơn, Nguyễn Văn Việt ở phường Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn và Tống Văn Kiên ở xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn. Tang vật thu giữ gồm hơn 0,5 gram ma túy đá. Công an huyện Quảng Xương đã bắt giữ 3 đối tượng Nguyễn Hữu Nam ở xã Quảng Bình, Lê Hữu Đức ở xã Quảng Ngọc và Trần Tất Thành ở xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tại cơ quan công an, 3 đối tượng khai nhận từ tháng 10 năm 2018 đến khi bị bắt, bọn chúng đã gây ra 5 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện. Mới đây nhất, ngày 30 tháng 12 năm 2018, Công an thành phố Thanh Hóa đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trọng Chiến ở phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn đang vận chuyển 14,5 kg pháo củ đi tiêu thụ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Thưa quý vị và các đồng chí, nhằm kiên quyết xử lý vấn nạn phát tờ rơi, treo dán quảng cáo, đặc biệt là lĩnh vực cho vay tiền nóng với thủ tục đơn giản khiến người dân sập bẫy tín dụng đen. Trong những ngày vừa qua, nhiều xã phường trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân tẩy xóa, bóc gỡ các tờ quảng cáo giao vặt tại khu công cộng, các tuyến đường trên địa bàn. Sáng 30 tháng 12 năm 2018, mặc dù nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 11 độ C, nhưng tất cả các phố, phường trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đều tổ chức ra quân bóc xóa các tờ rơi affix quảng cáo dán tràn lan trên các tuyến đường, tại các cột điện, bờ tường, các điểm công cộng, khu dân cư với nội dung có liên quan đến cho vay tiền trả góp. Chúng tôi cũng ý thức được đây là một cái việc phải nên làm vì nó để lại cái tệ nạn cho xã hội rất lớn. Với lực lượng tham gia mỗi phố từ 10 đến 15 người. Đấy, và chúng tôi đã thành lập 4 tổ chỉ đạo đến với tổ dân phố. Thì trên tại gần toàn phường ấy, đã bóc được 8.000 cái tờ và số điện thoại cho vay tín dụng. Đảng ủy cũng có một công văn chỉ đạo xuống các phố, ở ủy ban cũng có một văn bản mới quyết định điều động lực lượng của các phố là 10 người, và song song đấy thì có yêu cầu các phố tuyên truyền cho nhân dân là tại cửa của nhà của các hộ là tự giác là tháo gỡ hết
và từ nay sẽ là giám sát cái việc là không cho người khác đóng cái số điện thoại hay là các cái tờ tín dụng xã hội đen lên cái đường trước nhà mình. Với phương châm làm đến đâu sạch đến đó và giao cho các tổ dân phố và từng hộ gia đình quản lý, không để tái diễn tình trạng dán tờ rơi, quảng cáo, giao vặt, cho vay tiền nóng không cần thế chấp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Phong trào tổng vệ sinh, bóc xóa tờ rơi đã nhận được sự ủng hộ và tham gia tích cực của người dân. Tuy nhiên, để giải quyết tận gốc vấn đề này, ngoài việc tuyên truyền và tổ chức bóc xóa tờ rơi, cần phải có sự vào cuộc của toàn xã hội. Trong đó, mỗi gia đình, mỗi người dân phải nâng cao ý thức tự bảo vệ. Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng cần có những chế tài để xử lý nghiêm hành vi dán tờ rơi quảng cáo trái phép. Thưa quý vị và các đồng chí, càng gần những ngày cuối năm, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng càng có nhiều diễn biến phức tạp. Do đó, nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự của các cấp, các ngành và lực lượng công an cũng hết sức nặng nề. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục An ninh Thanh Hóa. Theo chân những chiến sĩ cảnh sát cơ động tuần tra vũ trang đêm vào dịp Tết Dương lịch 2019, chúng tôi mới cảm nhận được những khó khăn vất vả mà các anh đã và đang từng ngày phải vượt qua. Mặc dù trời rét buốt, nhưng trong đêm khuya, khi mọi người dân đang ngon giấc ngủ, thì trên từng quãng đường vắng, từng góc phố, những chiến sĩ cảnh sát cơ động vẫn âm thầm lặng lẽ tuần tra, thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi. Trong những ca tuần tra như thế, không ít lần các anh đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời hàng trăm vụ vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân. Chỉ tính từ đầu năm 2018 đến nay, lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh đã tổ chức hơn 400 ca tuần tra vũ trang ban đêm với hơn 10.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua đó, phát hiện bắt giữ 50 vụ, 70 đối tượng phạm pháp hình sự, xử lý hơn 200 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì luôn dễ gặp những cái nguy hiểm cận kề. Ngoài ra thì cái thời gian tuần tra của anh em cảnh sát cơ động là vào buổi tối, nên là thời tiết khắc nghiệt như thế này cũng có một phần ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của anh em cán bộ chiến sĩ. Về cái khó khăn nữa, chẳng hạn như là các cái dịp lễ Tết mọi người được về quây quần với gia đình, nhưng mà anh em cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động tôi là vẫn thường trực nghiêm túc, đảm bảo quân số để ra quân thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. Anh em chúng tôi cũng xác định cái tư tưởng không hoang mang, không dao động trước những cái khó khăn thử thách, và luôn xác định cái tư tưởng là bảo vệ an ninh trật tự cho quần chúng nhân dân vui xuân đón Tết an toàn. Từ nay đến Tết Nguyên đán thì chúng tôi sẽ còn có những cái đợt tăng cường cho cơ sở và tăng cường cho các cái đơn vị mà có cái phức tạp về an ninh trật tự, cố gắng khắc phục những cái khó khăn về điều kiện vật chất, những cái điều kiện về phương tiện, những cái khó khăn về thời tiết như mưa, gió, rét. Chúng tôi sẽ cố gắng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Giám đốc Công an tỉnh giao cho. Cùng với lực lượng cảnh sát cơ động, thời gian qua, công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã huy động lực lượng, thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến, trực phản ứng nhanh và tổ chức có hiệu quả công tác tuần tra vũ trang, tuần tra nhân dân, tập trung vào ban đêm. Trọng điểm là từ 21 giờ đến 5 giờ sáng để phòng ngừa, hạn chế các điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật. Trong quá trình tuần tra, lực lượng công an chủ yếu tập trung vào các tuyến lĩnh vực địa bàn trọng điểm, các khu vực giáp danh, khu dân cư tập trung. Điển hình như công an huyện Hậu Lộc đã thường xuyên duy trì công trình tuần tra vũ trang 7 ngày 3 đêm để đảm bảo an ninh trật tự. Trong năm 2018 thì chi đoàn đã tổ chức được trên 160 lượt tuần tra vũ trang, đã trực tiếp phát hiện và giải quyết trên 40 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Trong đó đặc biệt chú ý các hành vi trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, rồi là tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Thì dự báo trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi sắp tới thì tình hình an ninh sẽ rất là phức tạp. Các địa bàn đã chủ động xây dựng các phương án kế hoạch để tổ chức đợt cao điểm tuần tra vũ trang bảo vệ an ninh trật tự Tết Nguyên đán. Với những cố gắng nỗ lực của lực lượng công an thông qua công tác tuần tra vũ trang đêm đã và đang góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ vững sự ổn định về an ninh trật tự và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Chuyên mục An ninh Thanh Hóa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau.